Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang và chùa Bổ Sơn thị xã Tịnh Biên vừa tổ chức đoàn đến trao 650 phần quà cho người dân hai huyện Tri Tôn và An Phú. Bà Đặng Thị Hoa Ray, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang đến dự. Theo đó, 200 phần quà được trao tặng cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo cận nghèo của xã Lương An Trà và 100 phần quà trao tặng cho người dân xã Tân Tuyến, huyện Tri Tôn. Mỗi phần trị giá 300.000 đồng, gồm gạo, mì gói, nhu yếu phẩm và tiền mặt. Tổng kinh phí đợt trao quà tại huyện Tri Tôn là 90 triệu đồng do Hòa Thượng Thích Tôn Quảng, trụ trì chùa Bửu Sơn, thị xã Tịnh Biên và bà con Phật tử đóng góp hỗ trợ. Đây là hoạt động thiết thực thể hiện tấm lòng từ bi bác ái, sống tốt đời đẹp đạo và chăm lo từ thiện xã hội. Tại buổi trao quà, đoàn mong muốn các hộ dân tiếp tục chí thú chăm lo làm ăn, tự thân vươn lên thoát nghèo và tham gia các hoạt động ở địa phương, nhất là đảm bảo an ninh trật tự, giáo dục con cháu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Tại huyện An Phú, đoàn đã trao tặng 350 phần quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn của xã Vĩnh Hậu và xã Nhân Hội. Trong đó, 200 phần quà trao tặng cho người dân xã Nhân Hội, 150 phần quà trao tặng cho người dân xã Vĩnh Hậu. Mỗi phần quà gồm gạo, mì gói, nhu yếu phẩm và tiền mặt trị giá trên 300.000 đồng. Tổng kinh phí trao tặng quà tại huyện An Phú trên 110 triệu đồng. Trong đó, Hòa Thượng Thích Tôn Quảng, trụ trì chùa Bửu Sơn, thị xã Tịnh Biên, dân đồng hỗ trợ hơn 90 triệu đồng, còn lại do địa phương trao tặng. Ngày 1 tháng 8, tại xã Tân Hòa, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phú Tân phối hợp Liên đoàn Lao động huyện tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo huyện Phú Tân với nữ cán bộ công chức viên chức người lao động trên địa bàn huyện năm 2024. Bà Phan Thị Diễm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang đã đến dự. Tại hội nghị, nữ cán bộ công chức viên chức người lao động đã nêu những ý kiến kiến nghị tập trung vào các nhóm vấn đề như thực hiện các chế độ chính sách đối với đoàn viên người lao động, công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ nữ, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ nữ, nhất là chế độ nghỉ thai sản của bảo hiểm xã hội, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho phụ nữ, công tác phòng chống bạo lực gia đình, tín dụng đen. Thông qua buổi đối thoại nhằm giúp cho lãnh đạo huyện nắm bắt những tâm tư nguyện vọng của nữ cán bộ, công chức viên chức người lao động tại các cơ quan đơn vị doanh nghiệp, qua đó kịp thời có những giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, giải quyết xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, tạo sự đồng thuận trong xã hội và khối đại đoàn kết toàn dân. Dịp này, Liên đoàn Lao động huyện Phú Tân đã trao tặng 18 phần quà cho nữ cán bộ, công chức viên chức người lao động khó khăn, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng. Huyện Châu Phú vừa tổ chức tập huấn nâng cao năng lực công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự năm 2024 cho hơn 200 đại biểu là thành viên ban chỉ huy ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và phòng thủ dân sự huyện, cán bộ chuyên viên văn phòng thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và thành viên ban chỉ huy các xã thị trấn. Tham dự lớp tập huấn, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên phụ trách công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự chi cục thủy lợi tỉnh An Giang thông tin tình hình thiên tai, một số loại thiên tai thường xảy ra trên địa bàn tỉnh, giới thiệu luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống thiên tai năm 2013 và luật đê điều năm 2006, các văn bản dưới luật phòng chống thiên tai, các quy định pháp luật về thủy lợi. Thông qua tập huấn nhằm giúp các đại biểu nâng cao nhận thức, năng lực phòng chống thiên tai, sự cố và tìm kiếm cứu nạn, đáp ứng tốt yêu cầu khi có tình huống thiên tai xảy ra, đồng thời góp phần giúp cho các xã thị trấn có đủ điều kiện thực hiện các hồ sơ minh chứng, chỉ tiêu, tiêu chí đánh giá hoàn thành xã nông thôn mới, nâng cao.